Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học tiếng Việt lớp 4 cùng trang web olm.vn. Ở bài tập đọc trước, chúng ta đã được đi tìm hiểu bài Thư thăm bạn. Và trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ vận dụng bài học đó để cùng đến với một bài tập làm văn tìm hiểu về cách viết một bức thư. Đầu tiên, ta sẽ cùng đến với phần nhận xét để có thể thực hiện được thật tốt phần nhận xét này thì các con hãy dựa vào bài tập đọc thư thăm bạn và trả lời các câu hỏi sau câu đầu tiên có nội dung người ta viết thư để làm gì vậy trong bài thư thăm bạn bạn tuấn lương viết thư cho bạn hồng để làm gì và ngoài mục đích của tuấn lương khi viết thư cho hồng ra thì theo các con người ta còn viết thư nhằm những mục đích nào khác nữa trước đây việc trao đổi thông tin không dễ dàng như bây giờ viết thư là một trong những cách hiệu quả nhất để chúng ta có thể trao đổi thông tin giữa những nơi cách xa nhau về khoảng cách địa lý như vậy người ta thường viết thư để thứ nhất để thăm hỏi thăm hỏi về sức khỏe tình hình học tập hay làm việc không chỉ vậy viết thư còn để chia vui chia buồn với nhau giống như cách tuấn lương đã viết thư cho hồng để cùng hồng chia sẻ nỗi buồn khi ba hồng đã hy sinh vì cứu người trong dòng nước lũ người ta cũng viết thư để trao đổi ý kiến với nhau hoặc để thông báo tin tức và cũng có những người sử dụng thư từ là phương tiện để bày tỏ tình cảm như vậy là chúng ta đã hoàn thành câu 1, đã tìm hiểu được một số mục đích khi viết thư, ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 2. Để thực hiện được mục đích trên, một bức thư cần có những nội dung gì? Như vậy, để thực hiện được những mục đích chúng ta đã được nêu ra ở câu 1 thì theo các con, một bức thư cần có những yếu tố, những nội dung, những mục nào? Thứ nhất, ta cần phải nêu ra được lý do và mục đích viết thư. Còn như vậy thì người nhận họ mới hiểu được rằng lý do nào khiến họ nhận được bức thư này. Tiếp theo, ta cần phải thăm hỏi tình hình của người nhận thư, có thể nói việc thăm hỏi tình hình của người nhận thư là một trong những nội dung chính và quan trọng nhất của một bức thư. Nhờ có nội dung này mà ta sẽ nắm được tình hình của người nhận thư khi họ viết thư hồi đáp. Tiếp theo, ta cũng cần thông báo tình hình của người viết thư để người nhận thư nắm được những thông tin quan trọng trong cuộc sống hiện tại của người viết thư và cuối cùng ta cần nêu ý kiến cần trao đổi hoặc bày tỏ tình cảm với người nhận thư đây là những nội dung chính của một bức thư vậy ngoài những nội dung này ra thì một bức thư thường mở đầu và kết thúc như thế nào để có thể trả lời được câu hỏi này thì chúng ta sẽ cùng quan sát lại một lần nữa văn bản thư thăm bạn các con hãy quan sát những dòng đầu và những dòng cuối của bức thư này để trả lời câu hỏi này các con nhé. Như vậy, phần mở đầu và kết thúc của một bức thư thường có những nội dung sau. Phần mở đầu, ta sẽ nêu địa điểm và thời gian viết thư và lời thư gửi với người nhận thư, còn trong phần kết thúc thì ta sẽ viết lời chúc lời cảm ơn hay hứa hẹn đối với người nhận thư cuối cùng ta sẽ ký chữ ký và tên hoặc họ tên của người viết thư như vậy qua phần nhận xét ta đã nắm được những nội dung cơ bản cần có trong một bức thư chúng ta sẽ đúc kết lại những kiến thức này qua phần ghi nhớ một bức thư thường gồm những nội dung sau một phần đầu thư phần này gồm địa điểm và thời gian viết thư lời thưa gửi hai phần chính các con sẽ nêu mục đích lý do viết thư thăm hỏi tình hình của người nhận thư thông báo tình hình của người viết thư nêu ý kiến trao đổi hoặc bày tỏ tình cảm với người nhận thư và ba phần cuối thư thì trong phần này có lời chúc lời cảm ơn hứa hẹn và chữ ký và tên hoặc họ tên của người viết thư bây giờ chúng ta sẽ vận dụng những kiến thức này để thực hiện nhiệm vụ trong phần luyện tập bài tập của phần luyện tập có yêu cầu như sau viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi và kể cho bạn nghe về tình hình lớp và trường em hiện nay để có thể thực hiện được đề bài này thì cô sẽ đưa ra cho các con một số gợi ý như sau thứ nhất các con hãy cho cô biết khi viết bức thư này chúng ta gửi cho ai hay nói cách khác là ai là đối tượng sẽ nhận được bức thư này người nhận của bức thư này là một bạn ở trường khác nếu như các con không có người bạn nào ở trường khác chúng ta có thể tưởng tượng ra một người bạn nào đó để viết cho bạn một bức thư đáp ứng được những yêu cầu của đề bài tiếp theo về mục đích viết thư bức thư này được viết ra để làm gì bức thư này được viết để hỏi thăm và kể cho bạn nghe tình hình ở lớp ở trường của các con hiện nay các con lưu ý yêu cầu này để chúng ta không lạc sang vấn đề khác nội dung chính của bức thư phải là kể về tình hình lớp và trường của các con hiện nay về nội dung thăm hỏi thì các con có thể hỏi thăm những nội dung như sau đó là sức khỏe việc học tập ở trường mới tình hình gia đình của người bạn này và sau đó các con sẽ kể cho bạn nghe về cơ sở vật chất tình hình học tập văn nghệ thể thao về thầy cô và bạn bè ở ngôi trường hiện nay của các con. Ngoài ra, ở phần mở đầu và phần kết thúc của bức thư, các con lưu ý viết đầy đủ những thông tin như chúng ta đã được đi tìm hiểu trong phần nhận xét và ghi nhớ. Cô hy vọng những nội dung này sẽ có ích giúp các con viết được một bức thư hoàn chỉnh đáp ứng được yêu cầu của đề bài. Và bài học ngày hôm nay của chúng ta cũng kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các con đã chú ý quan sát và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con ở những bài giảng tiếp theo cùng olm.vn.